Thì xin chào các em. Bữa nay chúng ta đến khóa học mỗi ngày học vật lý cùng thầy NBT. Hãy like, comment, ủng hộ kênh bằng cách subscribe, bấm vào nút chuông để xem nhiều đoạn clip hơn. Hôm nay thầy sẽ giải đáp một bài tập liên quan tới điện xoay chiều. Chúng ta có một dòng điện nó chạy trong ống dây tìm cảm kháng. Thể theo yêu cầu của bạn Đạt, Lý Thành Đạt. Rồi nội dung của bài như sau: đặt hiệu điện thế không đổi từ ắc quy có U1 bằng 12V vào hai đầu ống dây thì cường độ dòng điện là I1 0,2A. Nhưng nếu mắc ống dây trên vào điện áp xoay chiều U2 100V thì cường độ dòng điện trong mạch là I2 1A. Tính cảm kháng thì đáp án chúng ta có 4 đáp án A, B, C và D. Thì chúng ta nhìn đây, đây là hiệu điện thế không đổi nha. Hiệu điện thế không đổi là ở lớp 11 chúng ta học rồi đó. Rồi, lớp 12 chúng ta học điện xoay chiều. Được chưa? Thì đối với dòng điện một chiều á thì chúng ta có cái ống dây đây, dòng điện một chiều nó không chạy qua được cái ống dây như thế này. Được chưa? Bắt buộc cái ống dây này phải có một cái điện trở R. Dòng điện một chiều mới chạy qua được. Bắt buộc phải có R. I thì bằng U chia R. Chúng ta học rồi. I có rồi ráp vô, U có rồi ráp vô. Từ đây chúng ta dễ dàng tính được điện trở của ống dây là 60 ohm. Nhắc lại ha, cái ống dây này chắc chắn là phải có điện trở R nên dòng điện một chiều hay còn gọi là dòng điện không đổi mới chạy qua được. Rồi, bước thứ hai đối với dòng điện xoay chiều thì chúng ta biết rất là dễ dàng, I bằng U chia Z. Rồi I có rồi, U có rồi, I2 có, U2 có, tổng trở chúng ta là bằng R bình cộng xích L bình. Mạch này chỉ có RL thôi. Từ đây dễ dàng chúng ta tính ra được ZL. Thì ZL chúng ta tính ra được là 80. Thì đáp án chúng ta sẽ là câu A. Rồi bài học của thầy đến đây là hết. Để xem nhiều đoạn video hơn, chúng ta hãy subscribe kênh, bấm vào nút chuông để xem nhiều đoạn video hơn. Thầy cảm ơn các em đã ủng hộ kênh của thầy. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi.